quá ngon anh em. Rồi em cắt thử máy cho anh em cùng xem luôn nhá. Đây đang đốn hạ cây keo và một vườn keo luôn. Cây keo già rất to luôn anh em ạ. Đấy, bác thợ bên em đang cắt trực tiếp máy luôn cho anh em xem luôn đấy nhá. Rồi, đổ rồi. Quá ngon luôn, quá chất lượng. Này cắt thực sự quá khỏe luôn anh em ạ. Đấy, bác thợ bên em đang cắt thử cho anh em xem trực tiếp luôn nhá. Cắt rất khỏe, máy rất ngọt luôn. Đấy, anh em nghe tiếng máy biết chất lượng luôn. Rồi đây thử luôn một khúc keo nữa nhá. Rồi đấy, cắt thớ cắt miếng cho anh em xem luôn. Trời ơi, quá ngọt luôn ạ. Rồi thử thêm khúc nữa nào. Đấy, anh em nghe tiếng máy là biết máy chất rồi. Quá ngon luôn, rồi cảm ơn anh. Rồi xin chào anh em. Hôm nay thì Điện Máy Lam Việt sẽ giới thiệu với anh em cái mẫu máy cưa hút mã 365. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng, khởi giật đây ạ. Đấy, đẹp, mới leng keng luôn anh em nhá. Rồi công tắc đây ạ. Rất là nhạy luôn. Rồi lút gió, cần ga, hàng cực đẹp luôn ạ. Bao chất cho anh em nhá. Đây. Đấy, hàng có đầy đủ mã thông số máy cho anh em luôn nhá. Rồi lắp nhớt. Rồi con này quá chất lượng luôn. Rồi anh em có đặt hàng thì bên em sẽ tặng cho 10 bác đầu tiên đặt máy là một bộ xích. Đấy, một bộ xích 36 mắt chân 3 và một lam trượt dài 60. Đấy, em tặng cho đúng 10 bác đầu tiên thôi nhá. 10 bác đặt hàng đầu tiên thì sẽ tặng một bộ xích và một lam 60 lam trượt. Đi kèm với nó thì gồm có đầy đủ các bác nhá. Thẻ bảo hành của nhà máy, bảo hành 25, sách hướng dẫn, bộ dụng cụ để mình tháo mở. Đấy, một cái buji sơ cua. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại 0943 733 686. Đấy, con này quá đẹp luôn anh em đây nhá. Bên trong của nó đây ạ, nhông là nhông đồng tiền nhá. Đấy, hàng chất lượng, hàng nhà máy thì tất cả nhông nhá. Rồi máy là đều có đúc seri luôn nhá. Đấy, dập đây, giảm áp đây ạ. Con này có giảm áp. Đấy, giảm áp, giảm rung đầy đủ luôn. Hàng quá chất lượng luôn ạ. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì điện thoại sớm.